Nếu như đây là lần đầu tiên bạn đi du lịch Đà Lạt, thì Blog Travel Việt khuyên các bạn nên tìm hiểu về các món đặc sản ở Đà Lạt và những nhà hàng Đà Lạt ngon. Bởi vì nói bạn nghe này, Đà Lạt có rất nhiều món ngon lắm, nên không thử là uổng lắm đó nha. Còn về nhà hàng ở Đà Lạt thì nhiều lắm. Nhưng mà không phải nhà hàng nào thì cũng bán đặc sản ngon đâu nha. Còn nếu bạn đã không biết tìm hiểu những thông tin đó ở đâu, thì hãy xem hết video này của Blog Travel Việt bạn nha. Trong đây tổng hợp rất nhiều món ăn đặc sản thơm ngon, khó cưỡng, kèm theo danh sách các nhà hàng Đà Lạt nổi tiếng mà bạn nên thử qua. Giờ thì mình cùng lên đường ngay thôi nào. Đặc sản Đà Lạt nhất định phải thử. Nói đến đặc sản Đà Lạt thì nhiều vô kể, nhưng gọi là món ngon và phù hợp với nhiều người thì phải kể đến các món như sau. Thứ nhất, bánh ướt lòng gà. Một đặc sản Đà Lạt mà hầu như ai đến xứ sở mùa sương cũng muốn ăn qua. Không biết bánh ướt lòng gà có mặt ở Đà Lạt từ bao giờ, nhưng mà ai cũng biết món ăn đặc sản Đà Lạt này thì rất là ngon bạn nhá. Bánh ướt thì mềm mịn, còn gà thì ngọt thịt, thêm một chút giòn dai béo bùi của lòng gà. Sau đó hòa quyện cùng nước mắm chua chua cay cay, mặn ngọt, tạo nên một hương vị rất là quen mà lạ, ăn hoài không ngán. Địa chỉ ăn bánh ướt lòng gà ngon ở Đà Lạt. Quán Long, địa chỉ hẻm 202 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt. Quán Hằng, địa chỉ số 68 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt. Quán Trang, địa chỉ số 15F Tăng Bạt Hổ, thành phố Đà Lạt. Quán Chip Chip, địa chỉ số 28 Tăng Bạt Hổ, phường 1, thành phố Đà Lạt. 2. Lẩu gà lá é. Món đặc sản Đà Lạt tiếp theo mà làm sao xuyến biết bao con tim lữ khách đó là lẩu gà lá é. Điều làm nên thành công của món đặc sản Đà Lạt này chính là vị the mát của lá é, rồi thêm vị ngọt tự nhiên của các loại nấm, sau được trồng ngay ở phố núi. Dù gà nấu lẩu lá é Đà Lạt cũng dai ngọt hơn bình thường, chắc tại sống ở vùng núi leo bộ nhiều nên săn chắc hơn hẳn. Thêm cái không khí xe lạnh của Đà Lạt nữa mà ngồi ăn lẩu gà lá é với lũ bạn thì đúng là sự kết hợp tuyệt vời đó nha. Địa chỉ ăn lẩu gà lá é ngon ở Đà Lạt. Lẩu gà lá é Tao Ngộ, địa chỉ quán số 5 đường 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Lẩu gà lá é 668, địa chỉ quán số 2B đường Chu Văn An, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Lẩu gà lá é Hạnh, Đà Lạt, địa chỉ quán số 6 Jack Sơn, phường 10, thành phố Đà Lạt. Lẩu gà lá é Thúy Hiếu, địa chỉ số 21 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt. 3. Canh hoa artiso hầm giò heo. Thật ra món đặc sản Đà Lạt này chỉ là món canh trong bữa cơm bình thường của người dân Đà Lạt thôi. Nhưng mà cái làm nên thương hiệu đặc sản Đà Lạt này chính là hoa artiso. Ai cũng biết là hoa artiso rất là bổ nên thường được dùng làm trà thanh nhiệt. Mùi hương tự nhiên của hoa artiso kết hợp vị ngọt thanh của giò heo. Cắn một miếng giò dai dai giòn giòn, ăn cánh hoa bùi bùi béo béo thì đúng là tuyệt vời. Thật ra mà có thể thấy món canh hoa artiso hầm giò heo này ở rất nhiều nơi, nhưng phải ăn trong cái không khí xe lạnh của Đà Lạt thì mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị món ăn này. Vậy mới nói là đặc sản Đà Lạt chứ. Địa chỉ ăn canh artiso hầm giò heo ở Đà Lạt như sau. Nhà hàng artiso số 199 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8 Đà Lạt. Nhà hàng Thiên Hương 3F Bùi Thị Xuân, phường 2 Đà Lạt. Tiệm cơm Như Ý số 30 đường 3 tháng 4 Đà Lạt. Bếp 1985 hẻm 25 Trần Phú, Đà Lạt. 4. Ốc biêu nổi thịt Đà Lạt. Không biết vì sao là vùng núi nhưng ăn hải sản ở Đà Lạt lại rất phổ biến và có cảm giác ngọt khó tả bạn nha. Bởi vậy mà món ốc biêu nổi thịt nghiêm nhiên trở thành một trong những món đặc sản ở Đà Lạt được lòng rất nhiều du khách. Ốc biêu nổi thịt ở Đà Lạt tuy chỉ là một món ăn vặt mà thôi nhưng được chế biến rất là công phu. Ốc phải được luộc sơ, tách thịt, làm sạch rồi trộn với thịt heo xay nhuyễn, nêm nếm vừa ăn rồi đem hấp. Vị ốc nhồi thịt thì ngọt dai, thêm hương sả đậm đà, chấm với nước mắm chua ngọt nữa thì ngon hết sảy con bà bảy luôn nha. Địa chỉ ăn ốc biêu nhồi thịt ngon ở Đà Lạt. Quán ốc nhồi thịt số 33 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Quán ốc nhồi thịt số 4D, 41 Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đà Lạt. 5. Giam bắp Đà Lạt. Là thêm một món đặc sản Đà Lạt nữa mà bạn nhất định phải thử. Đây không chỉ là món ăn vặt của người dân Đà Lạt thôi, nhưng mà không ngờ lại được du khách đón nhận đến vậy. Người ta nói cái khó lo cái khôn, nên người dân nơi đây tận dụng những nguyên liệu có sẵn
chính là bắp ngô rồi làm nên món chả giam bắp huyền thoại này. Món đặc sản Đà Lạt này muốn ăn ngon thì ngoài bánh tráng với cả rau thì còn cần có nước chấm ngon nữa bạn nhé. Và bí quyết của người dân Đà Lạt là cho thêm đậu phộng rang vào nước mắm để tăng thêm mùi vị cho món giam bắp gấp bội lần. Địa chỉ ăn giam bắp ngon ở Đà Lạt: Quán Hảo, địa chỉ số 62 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt. Quán Hải, địa chỉ số 35C Hoàng Diệu, thành phố Đà Lạt. Quán Anh Đông, địa chỉ số 3 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt. Top 10 nhà hàng Đà Lạt ngon nhất. Bạn biết không, nhà hàng Đà Lạt thì nhiều vô số kể. Đất du lịch mà, có cầu thì mới có cung. Tuy nhiên, nếu nói về nhà hàng Đà Lạt ngon hay nhà hàng Đà Lạt view đẹp hoặc là nhà hàng Đà Lạt nổi tiếng nhất thì cũng không nhiều lắm đâu nha. Và sau đây là 10 ứng cử viên cho các nhà hàng Đà Lạt mà bạn có thể thử nha. 1. Nhà hàng Dơ Mây Đà Lạt. Địa chỉ Lô D3, KQH Bà Triệu, phường 4, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa 5:30 đến 23 giờ hàng ngày. Nói về nhà hàng Dơ Mây Đà Lạt thì có không gian thoáng mát, sạch sẽ nhưng mà rất là ấm cúng. Còn nói về món ăn thì nhà hàng Đà Lạt này chuyên về cơm gia đình và phục vụ cả những món ăn ba miền đủ loại, từ heo, bò, gà, kho, xào nộm cho đến lẩu đều có đủ, cho nên thực khách sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Và điều được lòng du khách nhất khi đến với nhà hàng Dơ Mây Đà Lạt chính là hương vị món ăn, có cảm giác như cơm nhà, cơm của mẹ nấu. Giá cả ăn uống tại nhà hàng Đà Lạt này thì cũng thuộc hàng rẻ nên bạn hoàn toàn có thể đến thử bạn nhé. 2. Nhà hàng Kiếm Hiệp Làng Chài Đà Lạt. Địa chỉ số 9 Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa 10 giờ cho đến 23 giờ. Có thể nói đây là nhà hàng Đà Lạt nổi tiếng dành cho các fan ruột của thể loại kiếm hiệp cổ trang. Nhà hàng Kiếm Hiệp Làng Chài được thiết kế như một trung hoa thu nhỏ, đến cả trang phục của nhân viên cũng là dạng cổ trang. Và điều làm du khách thích thú nhất khi đến ăn tại nhà hàng Đà Lạt này chính là cung cách phục vụ, cách gọi khách quan, tên của món ăn và cả dụng cụ bát đũa đều là cổ trang nốt. Về món ăn thì nhà hàng Kiếm Hiệp Làng Chài Đà Lạt chuyên phục vụ các món ăn hải sản dạng nướng và lẩu là chính. Giá dao động tầm 30.000 đồng đến 200.000 đồng cho một phần tùy loại. Và nhà hàng thường rất đông vào dịp cuối tuần, nhưng nếu bạn đi du lịch Đà Lạt dạng khách đoàn thì nhớ đặt bàn trước bạn nhé. 3. Nhà hàng Lẩu Mà La Đà Lạt. Địa chỉ số 24 đường Nguyễn Văn Cư, phường 1, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa 10 giờ cho đến 22 giờ. Nếu trong không khí se lạnh của Đà Lạt mà bạn thèm ăn lẩu thì hãy đến nhà hàng Lẩu Mà La Đà Lạt bạn nhé. Nghe cái tên đã thấy lạ mà món ăn tại nhà hàng Đà Lạt nổi tiếng này cũng lạ nốt nha. Nhà hàng Lẩu Là Ma chuyên về lẩu với 10 hương vị khác nhau. Và ở đây thì món ăn được phục vụ dạng lẩu thang máy 4 ngăn làm thực khách vô cùng thích thú. Chưa kể khi order món tại nhà hàng Đà Lạt này mà không cần phải chờ nhân viên mà gọi thẳng bằng iPad ở trên bàn nên vô cùng tiện lợi bạn nha. Không gian của nhà hàng Lẩu Mà La cũng khá là rộng rãi với 4 tầng lầu và có sức chứa hơn 100 khách. Và đặc biệt hơn nữa là mỗi góc trong nhà hàng Đà Lạt này đều được decor vô cùng đẹp mắt để khách đến ăn còn được có thể chụp hình check-in nữa đó. Vì vậy nếu có cơ hội đi du lịch Đà Lạt, bạn nhớ ghé qua dùng bữa tại nhà hàng Lẩu Mà La bạn nhé. 4. Nhà hàng Cơm Niêu Fresh Đà Lạt. Địa chỉ số 90 Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa 7 giờ cho đến 17:30. Nhà hàng Đà Lạt này nằm ngay tại khu du lịch Fresh Garden trong làng hoa Vạn Thành, nên rất tiện để bạn dùng bữa khi tham quan tại đây. Không gian của nhà hàng Đà Lạt này thì cực kỳ rộng rãi và thoải mái với sức chứa lên đến 700 khách. Về món ăn thế mạnh của nhà hàng Cơm Niêu Fresh Đà Lạt chính là cơm gia đình với những món ăn thuần Việt được chế biến từ chính các nguyên liệu rau củ trồng sẵn ở nơi đây. Và thêm một ưu điểm nữa mà bạn có thể cân nhắc khi đến dùng bữa tại nhà hàng Đà Lạt này chính là giá cả. Thường thì một set ăn cho 4 người thì chỉ rơi vào tầm khoảng 300.000 đồng, tính ra khoảng 70-80.000 đồng cho một người, nhưng mà ngon mà no đúng không nào? 5. Nhà hàng Túy Tiểu Lầu Đà Lạt. Địa chỉ số 9 đường Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa 8 giờ cho đến 22 giờ. Lại thêm một nhà hàng Đà Lạt mang hơi hướng kiếm hiệp Trung Hoa nhưng được tiết chế theo hướng hiện đại hơn nhiều. Không gian quán cũng khá là rộng rãi, thoáng mát và được trang trí thêm các chi tiết như là đèn lồng đỏ, bức bình phong. Thậm chí đạo cụ là đao kiếm và quần áo cổ trang để thực khách có thể hòa thân thành các nhân vật Trung Hoa xưa và chụp hình. Về món ăn tại nhà hàng Đà Lạt này thì nổi tiếng là món nướng và món lẩu. Giá cả thì cũng khá là bình dân nên được rất nhiều du khách đến để ủng hộ. 6. Nhà hàng Mãn Vị Lẩu.
địa chỉ số 21 bis đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa 10 giờ cho đến 22 giờ. Phải công nhận rằng đi du lịch Đà Lạt mà ăn lẩu là ngon nhất. Bởi vậy mà thêm một ứng cử viên cho nhà hàng Đà Lạt chuyên lẩu để bạn lựa chọn nữa đây. Nhà hàng Mãn Vị Lẩu, chỉ cách chợ Đà Lạt vài bước chân thôi nên rất tiện bạn nha. Không gian nhà hàng Đà Lạt này cũng khá là rộng rãi, trang trí thì mang chút hơi hướng Việt Nam xưa và đặc biệt các món ăn được bày trí bằng mẹt chứ không phải bằng đĩa như các nhà hàng Đà Lạt khác. Tại Mãn Vị Lẩu có hơn một vị lẩu từ Tứ Xuyên Trung Quốc đến chua cay Thái và thuần Việt Nam nên bạn thảo lựa chọn. Giá cả thì cũng khá mềm, mỗi người chỉ tầm 150.000 đồng là cũng no căng bụng rồi. 7. Nhà hàng Sông Mây Đà Lạt, địa chỉ số 49 Trần Quang Khải, phường 8, thành phố Đà Lạt. Thời gian mở cửa 7 giờ cho đến 22 giờ. Một nhà hàng Đà Lạt nổi tiếng với không gian đẹp và rất là Việt Nam. Nhà hàng Sông Mây Đà Lạt gây ấn tượng với thực khách bởi kiến trúc không gian mở theo kiểu đỉnh vọng cảnh. Nơi bạn có thể vừa thưởng thức món ăn, lại vừa có thể hít thở không khí se lạnh, mù sương và ngắm trọn vẹn cảnh vật ở xung quanh. Nhà hàng Đà Lạt đẹp này có cả sảnh chung và phòng riêng, nên phục vụ cả khách gia đình và khách đoàn. Menu chính của nhà hàng là cơm gia đình với món ăn thuần Việt. Đặc biệt có combo cho nhóm 2-4 khách, giá chỉ tầm 200.000-400.000 đồng. Và nhược điểm duy nhất của nhà hàng Đà Lạt này là hơi xa trung tâm một chút. 8. Nhà hàng Muối Ớt Xanh ở Đà Lạt, địa chỉ số 11 Bình Thu Kháng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa 10 giờ cho đến 22 giờ. Một nhà hàng Đà Lạt có cái tên rất là dễ thương đúng không nào? Trái với những gì bạn nghĩ thì nhà hàng Muối Ớt Xanh Đà Lạt có không gian khá là ấm cúng và cách bài trí đúng chất phố núi. Nhà hàng Đà Lạt này có sức chứa đến 200 khách, có sảnh chung và cả phòng riêng nên phù hợp với cả khách đoàn và khách lẻ. Thế mạnh của nhà hàng Đà Lạt này là cơm gia đình với những món ăn đậm chất Đà Lạt và thường được chọn là nơi tổ chức sinh nhật, liên hoan. Giá cả thì cũng khá là hợp lý nên bạn có thể tham khảo nha. 9. Nhà hàng Memory Đà Lạt, địa chỉ 24 đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa 6 giờ cho đến 22 giờ. Nếu như bạn đi du lịch Đà Lạt và muốn tìm một không gian lãng mạn với ánh đèn và giai điệu nhạc du dương thì nhà hàng Memory Đà Lạt chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Thật ra thì đây là một villa nghỉ dưỡng ở Đà Lạt nhưng có kinh doanh thêm nhà hàng và cà phê acoustic truyền dòng nhạc chính. Bởi vậy mà không gian nhà hàng Đà Lạt này khá là yên tĩnh nhưng mà rộng rãi, lãng mạn và rất mộc. Nhà hàng Memory Đà Lạt phục vụ cả món Âu lẫn món Việt như là bún thố, bít tết, lẩu cá tầm, gà nướng cơm lam, sườn cừu, cùi cừu. Giá cũng chỉ dao động tầm 30.000 đồng đến 350.000 đồng tùy món. Vừa được ăn ngon, được nghe nhạc hay và có cả hình chụp đẹp mang về thì ngại gì mà không thử đúng không nào? 10. Nhà hàng Cơm Niêu Hương Việt, địa chỉ số 41 đường Sương Nguyệt Ánh, phường 9 Đà Lạt, giờ mở cửa 10 giờ cho đến 21 giờ. Là thêm một nhà hàng Đà Lạt nổi tiếng về cơm niêu cho bạn lựa chọn. Với lợi thế về vị trí nằm gần vườn hoa thành phố, nhà hàng Cơm Niêu Hương Việt là điểm đến của rất nhiều du khách du lịch Đà Lạt, dù là đi theo gia đình hay là khách đoàn. Nhà hàng Đà Lạt này thì chuyên phục vụ cơm niêu với món ăn ba miền, lại thêm tiêu chí là ngon như cơm nhà và rẻ như đi chợ, cho nên rất được lòng nhiều thực khách. Giá món ăn ở đây cũng dao động từ 30-70.000 đồng trên một món, còn lẩu cho 3-4 người ăn thì tầm 200.000 đồng đến 350.000 đồng tùy loại. Vì vậy, đây cũng là một trong những ứng cử viên nhà hàng Đà Lạt đáng cho bạn đến thử bạn nhé. Trên đây là giới thiệu của Blog Travel Việt về những món đặc sản ở Đà Lạt và những nhà hàng Đà Lạt nổi tiếng, nhà hàng Đà Lạt đẹp và nhà hàng Đà Lạt ngon mà bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn có chuyến du lịch Đà Lạt thật là vui vẻ với những khám phá mới với những bữa ăn ngon bạn nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.